Và xin chào các anh em cầu thủ toàn quốc. Mình là Minh, cũng là một cầu thủ chân chính của toàn quốc đây. Khởi đầu trận đấu thì mình đã có gọi là Fiora AI xong đấu rồi. Và xin là Fiora tiếng Anh. Ở game này thì mình đang suy nghĩ là anh không biết tại sao mình lấy Fiora đúng không nhỉ? Mình không biết lý do tại sao đâu. Vì mình thích thôi. Ok, thì khởi đầu trận đấu cái này đã. Mình chưa suy nghĩ được gì nhiều, chưa suy nghĩ được ý tưởng gì nhiều hơn cái nên là cứ để này đã đi. Tí nữa là tính sau. Hiện tại bây giờ thì có một đội hình với cả một cái kiểu một cái lối chơi ấy mà anh em có thể đang đang rất là thích, như kiểu là J4 mọi người, lối chơi J4 hộ pháp với cả là chiến tướng ấy. Ừ, mình thấy anh em khá thích lối chơi đấy. Nếu mà game này mà có kiểu nhiều nhiều ra thì chơi luôn nhá. Đây đai máu này, trang bị nhìn hơi sida một chút. Đai máu rồi là áo choàng bạc rồi là một cái cung gỗ ấy. Nó chẳng liên quan đến nhau cả, thực sự như vậy, nó chẳng liên quan đến nhau cả mọi người ạ. Nhưng thôi cứ để thôi, thường thường những cái thứ không liên quan thì nó lại hay. Đây những em thấy rằng đời có luôn trận tướng này. Có J4 nhá, có Nidalee nhá, có Vi nhá. Đấy, cậu thấy có luôn rồi, thì cứ để đó thôi. Mình sẽ chơi lối chơi kiểu là chiến tướng khởi đầu cũng được. Thì anh em biết rồi, J4 là một con tướng mà nếu mà cái lượng sát thương của nó khi đạt mức 3 sao ấy thì phải nói là cũng ổn đấy. Sát thương cũng ổn đấy, đủ để sốc đam một đối thủ bốc hơi luôn trong vòng nháy mắt đấy. Trong hình xong đấu thì mình thấy hai con sát thương khủng là con Vi với cả con J4 đấy, hai con rất là khủng. Con Vi thì skill của nó thì đấm gọi là làm mất giáp đối thủ luôn, 100% giáp đối thủ bị bay mất trong vòng một đấm của Vi thôi. Cứ dùng cái gì cũng vậy, cái gì cũng khá là hay. Ta đang dựng hết thêm sạch máu rồi, gầy gò ốm yếu rồi còn cắn ra nữa mũi. Thôi cơ xúc là game này cứ chơi trên đứng kiểu này thôi, không nâng cấp, không chở kiểu khát nước như mấy đối thủ khác. Mấy đối thủ khác chơi kiểu khát nước lắm, khởi đầu chưa gì đã khát nước kiểu chơi khô máu hết rồi. Mình thì cứ để này thôi, nhẹ nhàng một chút đi, chơi nhẹ nhàng một chút rồi về sau muốn làm gì thì làm kiểu thế vậy. Ui trời ơi, Nidalee kìa. Nidalee thì cái tỷ lệ cách xa càng 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 xa thì cái sát thương của nó càng gớm ha. Một phóng của nó thì quá quá kinh khủng. Rất đau, rất chất lượng. Bây giờ nếu như một con tinh anh chiến tướng mà ra thì ngon đấy, ra từ sớm mọi người. Đội hình chiến tướng đội hình dễ chơi mà, đội hình khá là dễ chơi đấy, không khó khăn nhiều đâu. Bởi vì đội hình chiến tướng thì khởi đầu ra rất là nhiều, J4 rồi là Nidalee, Vi rồi là Garen á, ra cực kỳ nhiều luôn. Vậy nên anh em mà muốn giữ cho mình trong top 4 hoặc top 4 hoặc top 3 gì đó thì chơi chiến tướng thì rất là hay, hay có thể giữ giữ được top trong vị trí đấy. Gì đây trang bị à? Mình đang còn tập tam máu nên là sẽ lấy được những trang bị mình cần thôi. Mức lớp mức món này mức an toàn, vừa lấy được đồ mình vừa không thể chết được nữa. Rồi ok, mình sẽ lấy cung gỗ đi, cung gỗ xin ra luôn. Con xin ra một con khá là hay, nó thuộc hệ chiến tướng và song đấu nữa, khá là mạnh, khá là khỏe.
Và skill của nó thì anh em biết rồi, nói chung là bút giáp thì đừng khỏi nói luôn á. Đợt trước có mấy lần mình cố gắng làm thử kiểu con Xin Dao kiểu gì ta, Xin Dao tiên phong mọi người, Xin Dao tiên phong ấy, mà vẫn không được, nói chung là vẫn không thể làm được, bởi vì kiểu gặp nhiều đối thủ mạnh quá, mình không thể đỡ được mọi người ạ. Đấy, Nearly 2 sao G4 này. Ok, Lily, G4 lấy luôn nhá. Rồi, mọi chuyện như thế này mà thôi. Mình chơi theo kiểu lối chơi đó chính là kiểu buông thả một chút khởi đầu buông thả một chút, về sau mình sẽ comeback lại để mình lấy những trang bị mình cần đã, rồi về sau thì mình sẽ dãy chết sau. Ui, ông cuồng giáo này khỏe quá, hơi chất lượng một chút. Để mình xem mình giết được ai không. Nearly của mình chắc one shot một mạng nữa thôi. Rồi, hai mạng nữa rồi, ok, thế được rồi á, thua này cũng ok. Mình hay tưởng hay chơi thần tài chữa thua khởi đầu cơ, nhưng mà hiện tại bây giờ lại không có, hoặc là chính là không có cái trang bị để mình có thể không có thần tài để mình chơi thôi. Ui, rắc tinh anh song đấu này. Cái hệ song đấu, một hệ mà song đấu để mà nói thì hệ song đấu, hệ đánh thần là mình thấy nhạt nhất, nhạt màu nhất trong tất cả các hệ luôn đấy. Nó không có quý vị gì nhiều lắm, bởi vì nó không có tác dụng hẳn luôn ấy, mà nó tác dụng theo kiểu là cho ta theo kiểu là hơi nhạt, nói chung là như thế. Mình không biết chơi hệ chiến tướng cho lắm. Ông này đang chiến tướng này, Nearly tinh anh luôn. Game này khả năng cao mình sẽ thua, bởi vì Nearly của ông này thì có hệ đó chính là hệ thiện xạ mọi người ạ, tinh anh nữa nên là rất là khỏe. Mình đang có 2 trận thua rồi, trận này sẽ là trận thứ ba mình thua trong game này. Trời tiết lạnh lạnh ấy mọi người. Thứ lạnh của chơi game thì hơi ấm, khá là ấm. Nhưng mà lạnh quá. Bộ 4 chiến tướng này, để góc này đi. Ok, để góc này nhá. Đình chiến tướng thì nó giống như kiểu đường siêu công nghệ vậy. Nếu mà thực sự mà chơi chiến tướng mà chỉ sợ nhất ấy, đó chính là sợ kiểu dịch khổng lồ thôi. Dịch khổng lồ là cái trang bị mà sẽ khiến chiến tướng chúng ta sẽ nhanh chết hơn. Càng nhiều máu càng nhanh chết rồi mọi người. Nên là anh em nào mà biết chơi thì khi gặp chiến tướng hay sử dụng cái trang bị diệt khổng lồ cho bản thân mình để có thể clear chiến tướng chết nhanh nhất có thể. Bốn chiến tướng này. Garen này lấy luôn nhá. Ôi, BF với cả một cái trang bị đai máu à. Cái này đai máu nó rất nhiều nhá mọi người. Đai máu nó rất là nhiều luôn. Không hiểu lý do tại sao đai máu lại nhiều như vậy này. Chắc có vẻ như kiểu nó đang cho mình đai máu nhiều để mình có thể lắp thành chiến tướng nhân tạo đấy. Xin Dao thì anh em thấy không? Nếu như mà tí nữa mà nó ra nhiều sẽ bị giáp lưới ấy, thì mình sẽ làm kiểu Xin Dao 3 quyền năng khổng lồ. Đó, Xin Dao 3 quyền năng khổng lồ là cũng khá hay. Xin Dao thì anh em có thể chơi được kiểu chiến tướng hay là kiểu song đấu cũng đều được cả, đều mạnh cả. Đây, ông này chơi Temmo xịn xóa xó á. Temmo theo kiểu là sát thương kỹ năng này, một vọng âm với một trang bị chính là găm một thạch. Cái sát thương của nó là con Temmo là có ấy, sẽ là có. Sát thương của nó sẽ là có rất là nhiều nhá. Đợt trước thì mình đã làm video kiểu Temmo ba găm một thạch rồi, chắc anh em đã xem đúng không? Sát thương nó gây ra thì rất là nhiều, nhưng mà nó không phải hiện một lúc hiện luôn, mà nó hiện theo kiểu là theo thời gian cái tác dụng của cái skill đó. Như cái 8 giây, trong khoảng 8 giây thì sẽ gây ra khoảng tầm 10.000 sát thương kiểu thế thôi. Ông này đang có mình Diana này. Đội hình Nguyệt tộc mọi người ạ, Nguyệt tộc đấu sĩ rồi.
đấu sĩ nguyệt tộc. Có cho mình con cá chê với cả con con đìa nào kinh khủng quá. Cá chê đồ này thì đúng bố ai mà đấm nổi, chỉ có pháp sư thôi. Cá chê mà đồ full full tăng kiểu này chỉ có pháp sư mới giết nổi thôi. Còn những con mà kiểu đòn đánh tay thường thì rất là khó là giết được cá chê này đó. Bởi vì những con đòn đánh thường thì nó sẽ bị cá chê nó kiểu vô hiệu hóa hết cái đòn đánh thường hết. Còn skill kỹ năng của pháp sư thì một phát nào là vào máu phát đấy luôn. Đấy, đấm cho chết túi bụi luôn cá chê luôn. Vi, con Vi này nếu mà làm thì ba cái quyền năng khổng lồ thì phải nói gọi là hơi bá, nó sẽ to như kiểu là cái cột đình luôn đấy. Vi mà làm ba cái quyền năng khổng lồ nó to như cột đình luôn. Nhưng mà quan trọng là nó phải ra trang bị là quyền năng khổng lồ, còn đâu phải là muốn nó được đâu, hơi khó. Game cờ nhân phẩm mà đôi khi mình muốn cái gì lại không chịu ra cái đấy đâu. Lấy gì bây giờ nhỉ? Lấy gì bây giờ? À, binh à? Ông binh cái này hả? Binh ở càng binh càng lấy. Ok. Ai hiểu binh làm gì? Người ta đã không muốn lấy rồi còn binh chỉ là tôi lấy cái này đi nữa chứ. Khổ ghê ạ. Đúng là số khổ mọi người ạ. Bữa nào anh em mà thích tôi làm hẳn anh em xem G4 xong đấu luôn ý, nếu mà có trang bị. G4 này, Nearly này, Vũ Công, Cà Chê, Kennen. G4 là bây giờ nó đã kiểu là hot pick mọi người ạ. Anh em lấy rất là nhiều, lấy cực nhiều luôn. Đấy. Ủa, nhưng mà vấn đề chúng ta là G4 mà G4 nó tướng 2 vàng á, nên có rất là nhiều cái số lượng G4 xuất hiện ra nên là không sợ thiếu gì cả. Quan trọng là nó có nhân tốc độ anh em không? Vị. Ui, ngon quá. Tưởng thua chứ, ai ngờ vẫn thắng được. Nhiều ông Vi cả, ông Vi đấm xuyên giáp và nearly bổ thêm một quả móc vào mồm nữa nên là cái lượng giáp đã bị trừ ấy, rất là khỏe. Cái lượng chiến từ cái lượng tướng của chiến tướng ra rất là nhiều mọi người nhá. Và tự nhiên mình lại đang nghĩ rằng là có nên làm thêm quả là chính là chiến tướng mạ vàng hay không cơ. Bởi vì nó cũng ra khá nhiều, thế nên mà làm cái kiểu chiến tướng mạ vàng cũng được. Một game mà anh em cảm thấy đôi như độ mình thì là kiểu là nó sẽ ra rất là nhiều đấy. Anh em không phải ron luôn, nó tự ra nữa. Đó là một cái đội hình đang độ các bạn. Và tôi thì không bao giờ được trường hợp như thế cả. Rất là đen. Ui cả này. Ông nhện 3 sao mọi người. Nhện 3 sao chiến tướng nữa. À, Khủng giáo này thì Kalista chưa đủ đồ, chưa có đồ nên là hơi yếu. Mình thấy đội hình khủng giáo thì đa phần carry chính là con Evelyn với cả con Kalista thôi. Đấy, hai con carry chính thôi. Nên là mình chơi đội hình đấy, đội hình cùng giá hay bui đồ cho một là Casta hay là con Evelyn á. Còn những mấy con tướng khác thì mình chỉ đơn giản là để vào trang trí thôi. G4 này. G4 Kata Nearly ra khá nhiều, lấy thôi. Bãi sói hệ sát thủ mà. Chúng tôi là đội hình khắc chế sát thủ nha. Rồi, một bọc đồ, hai bọc đồ, ba gì đây? Ui trời ơi. Nó ra tận một phát hai cái gậy có khổ mọi người ạ. Cái này mà ông nào đang làm ý tưởng về bá vua từ phù thủy thì đúng là sướng tột độ luôn ấy. Ok, mình sẽ cứ kiểu kết hợp với kiểu là chiến tướng kết hợp với tiên phong một chút đi. Cho nó đép game một chút đã, rồi tí tính sau.
nơi anh về không có nắng. Ông Temo lúc nãy mình bị này vã vỡ vỡ hết alo này. Mạnh quá, mạnh lắm mọi người. Ông thiện xạ này mạnh lắm. Nhưng mà anh em thấy không? Úi xối. Một kìa, nhất nhất tâm đặt mệnh kìa. Nhưng mà không kịp rồi. Không thể kịp được bởi cái sát thương của Temo nó rút đau quá. Là mình không là trụ nổi. Anh về. Có em đối thủ chúng ta là ai đây? Ai à? Sát thủ à? Akali Diana. Ông này đang ở vị trí top 1 người ạ, đang cháy rất là lớn đây. Liệu rằng thì mình có thể tiêu diệt được ông này không đây? Khi mà Diana đồ rất là xịn sò nhưng đâu ạ, hồi máu kìa mà còn chí mạng nữa. Vâng, có một sự kéo gọi là lây dưa rất là khó chịu đến từ vị trí Archot, nhưng mà mình nghĩ là không ổn rồi, không ổn anh em ạ. Trời ơi, khỏe quá, đúng rồi. Xứng đáng đứng ở vị trí top 1 rồi ạ, xứng đáng nhá, rất là xứng đáng ở vị trí top 1 luôn. 6 chiến tướng và 3 tiên phong mình cứ để đấy đã. Bây giờ mình đang muốn đi chợ mọi người, mình hy vọng là đi chợ sẽ nhặt được cái một cái thìa để có thể ghép thành chiến tướng nhân tạo kìa, mình đang rất là hy vọng như thế. Lại sát thủ à? Ông Nguyệt tộc anh em ạ, ông này Nguyệt tộc thần tài à? Ông này có thần tài thì anh phát là ông đổi sang chưa thần tài luôn ạ. Có vẻ một pha quay đầu là bờ đến từ vị trí của ông này rồi. Ông này là người chơi hệ quay đầu mọi người nhá. Giống như anh em hay trêu đùa ấy, người chơi hệ quay đầu. Con G4 anh em nhá, nó chỉ cần một cái bùa xanh thôi hoặc là một cái kiểu là một cái vọng âm thôi nhá, là nó vừa vào nó combo luôn, nó không phải nói nhiều mọi người ạ, hay lắm. Ngoài có G4 kìa, cầm hẳn một cái đang đấu tập kìa. Nhưng mà không có thìa. Cái thứ mình đang cần một cái thìa. Mình đang có rất nhiều đai máu ở nhà mà. Chỉ có thìa thôi là mình sẽ có thể kết hợp được một cái chiến tướng nhân tạo á. Nên là bây giờ mình sẽ đi gom thìa để gom thìa nhá. Gom vàng để đi mua thìa á. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh cách đi mua thìa này. G4 bây giờ chỉ còn có hai bé G4 nó thôi là lên 3 sao thôi. Khá là nhanh. Ok, giờ còn một con G4 nữa. Để xem nào, mình sẽ làm gì bây giờ? Đang thiếu ý tưởng em ạ, đang thiếu ý tưởng nhá. Vẫn chưa nảy ra ý tưởng gì. Game vẫn chưa cho mình ý tưởng gì đó táo bạo và thú vị cả. Hơi nhạt. Để xem nào. Làm gì bây giờ? Ông này, úi xôi. Quái vật à? Ông này cái quái gì cái kia sao lại hai chiến tướng nhân tạo này? Ui. Úi giời ơi, người ăn không hết, người không có miếng nào ạ. Người hai hộp sữa còn người không có hộp nào, thế này thì chết tôi rồi. Nghe anh em thấy không ạ? Hai chiến đấu nhân tạo kìa. Không hiểu này lấy thì ở đâu nhiều thế, nhân phẩm cao nhờ. Lấy hết thìa của anh em rồi. Anh em thì trong không có thìa để chơi, ông lấy hết thìa của anh em này. Càng đấy. Ui. Hai con G4 anh em ơi, hai con G4 nhá. Căng căng căng. A căng. Ok, nếu mà gặp trường hợp này thì tôi sẽ có một ý tưởng này trong đầu luôn bây giờ anh em ạ. Một ý tưởng trong đầu này. Đó chính là mình sẽ làm 2-4 3 sao. Mà không cần Deco mọi người nhá, không cần thần tài luôn. Đây là mình sẽ bán hết tướng đi.
Rồi mình sẽ run G4 mọi người nhá. Đây, rồi ok, run G4 đi. Mình từ từ nhá, vào trận đấu là mình sẽ run. Ok, bây giờ mình sẽ run này. Ui, vãi trưởng, thôi xong, ôi thôi sai rồi anh em, xong rồi, toang. Hết hy vọng rồi mọi người ạ, bởi vì anh biết không? Có nghĩa là ấy, mình phải để H4 ở ngoài, chứ bây giờ G4 mình đã lỡ lên 3 sao mất rồi. Vậy nên là sẽ không có cách nào có thể lên được 3 sao, run thêm nữa. Bởi vì nó đã lên 3 sao rồi. Hơi tiếc anh em ạ, hơi tiếc nha. Thôi thì làm hai con G4 chơi nữa. Run một chút cho nó cùng cố đội hình thôi. Ok, chúng ta cùng đến với bãi gọi là bãi chim biến dị đây. Rồi, cho vào 5 chiến tướng à. Cái gì nhỉ? Rồi. Hai anh em nhìn G4 nha anh em nhá. Đây chính là hai anh em nhìn G4 đây. Sẽ combo gọi là ông này combo xong đến combo ok combo tiếp theo đấy, kiểu thế rất là hay. Sẽ tạo ra sân chơi của chúng ta thú vị thêm nhá. Rồi, lắp đồ cho nó đi. Mình sẽ lắp mua một cái trang bị. Ui xồi kìa, combo kìa, phê không? Bây giờ mà có một cái mô cực kiếm thì ngon em ạ, làm đồ full chính mạng cho G4 luôn. Tìm vô kiếm nhá. Vô cực kiếm ơi. Bép, à ngon quá nhở. Một cái găng đấu tập luôn ạ. Ồ, thế thì chuẩn quá rồi. Bàn tay công lý với cả vô cực kiếm. Thôi, vô cực kiếm nhá. Rồi, con G4 này mình sẽ cho nó một cái máu đi. Một cái giáp máu đi. Rồi. Ok. Anh em sẽ cảm thấy nhìn thấy là hai anh em G4 combo là lên khói lửa luôn. À rồi ok, đối thủ chuyển kiếp chúng ta đã tới rồi. Bây giờ tôi thua ông hơi nhiều đấy. Một combo rồi. G4 kia. Let's go. Một mạng nữa à? Ông yếu sinh lý vậy. Ôi yếu sinh lý vậy. Ui trời ơi. Phải nói là mạnh vãi cả trưởng anh em ạ. Mạnh vãi cả trưởng anh em ạ. Đấy, cảm thấy đấy, nó nhấn mạnh là mạnh vãi cả trưởng ấy. Rồi. 5.1 nhá, 5.2 này. Bây giờ mình sẽ up cấp lên level 8 đi. Kiếm AZ anh em ạ, bởi vì mình đang bây giờ mình sẽ hướng tới theo kiểu đội hình để xem nào. Đây đội hình gì ta? Không có. Vấn đề là không có chiến tướng nhân tạo. Nâng cấp đi. Xin giao này. Cứ đầu tiên là cái đề này đã. Hy vọng là sẽ có 9 chiến tướng trong game này. Có 9 chiến tướng là vui rồi. Ui, số sát thủ rồi, ông sắp sát thủ mọi người ơi. Ông đang ở top 1 này, cháy rất là ác. G4. Oh my god, trời ơi, một đường phê chưa anh em ơi. Combo đúng kẻ một đường, đúng chất lượng luôn ạ. Rồi, Diana. Diana, ui trời ơi, Diana kìa. Diana chỉ đến thế thôi anh em. Diana 3 sao sát thủ cũng chỉ đến thế là cùng mọi người ạ. Mạnh vãi lúa luôn. Đừng hỏi lý do tại sao nước biển lại mặn luôn ý. Mạnh quá. Đúng là anh em có khác à, lối chơi G4 bây giờ đang rất là hot. Đây mình sẽ gọi là lối chơi hai meta, gọi là hai anh em nhìn G4 combo đấy. Lối chơi khiến cho đối thủ là lên trên trời liên tục, lên đỉnh liên tục luôn, không thể hạ đỉnh được. 4 vàng à, lên level 8, máu mình nó còn nhiều lắm, máu mình còn 32 máu cơ. Này Riven này, bây giờ mình sẽ mua Riven nhá, chơi kiểu hộ pháp đi. Rồi, giờ bây giờ thì khỏi sợ đối thủ luôn. G4 cân tất nha. G4 cân tất nha. Nào, G4. Úi trời ơi, một đường kìa. Anh em có cảm thấy phê không chứ? Nhưng mà mình phê lắm rồi anh em ạ. Mình phê lắm rồi. Rồi, đi chợ nào. Có gì hot không? Có chiến tướng nhân tạo không? Vâng, là sẽ không có chiến tướng nhân tạo mọi người ạ. Nó có đai máu này, có một cái quyền năng khổng lồ nữa. Đai máu, mất đai máu nữa rồi. Còn một quyền năng khổng lồ mà thôi. Vậy thì tôi sẽ lấy cái quyền năng khổng lồ này nhá. Quyền năng khổng lồ này của tôi, đúng rồi. Nếu mà lấy AZ nhá, thì mình sẽ có hộ pháp đấy.
nhưng mà thôi, không không quan trọng. Mình lấy đồ đồ xịn xịn xò lại cái đá ha. Rồi, cái này cho G4 đi. Bán luôn cái này đi nhá, cho G4 combo xịn xò luôn. Đấy. Như này với chính xác là một men yêu anh yêu G4 chứ. Đấy, hoàng tử Demacia. Cái nen này mình sẽ mua những con tướng liên quan đến hộ pháp cho vào nhá. Đang thiếu Azir mọi người ạ. Thiếu Azir nhá. Rồi, Azir nó thành cái 4 hộ pháp đấy. Ui, vay nè em ơi. Ông này lại gặp thiện xạ rồi. G4 ơi, làm quả highlight đấy. Úi xồi. Nào, phát nữa G4. Phát nữa. Ui, một chút nữa thôi mọi người. Một chút nữa thôi là làm được rồi. Nhưng không sao. Mình bây giờ mình sẽ ron kiếm Azi tôi đâu nhở? Đang kiếm Azi mọi người ạ. Đang kiếm Azi nhá. Chỉ cần có Azi nữa thôi là xong luôn, là end game luôn này. Xin giao khai sáng. Chiến tướng xin giao. Xin giao này, hộ pháp này. Mình đang kiếm Azi mọi người ạ. Zone nữa này. Lý Xin nữa này. G4. Một phát. Ui, chật anh em ạ. Phát này không chật nữa này. Có vẻ như có anh em để mấy con tướng ở vị. Ui. Ông G4 này combo hài chưa? Chật hết luôn. Ui, nè. Hơi ảo đúng không? Nhỉ, những pha combo hơi ảo đến từ vị trí của G4 này anh em ạ. Nhận định là hơi ảo nhá. Một cái giáp lửa. Bây giờ để xem nào. Kiếm anh chàng ấy thôi. Bởi vì bây giờ là game này G4 gánh hết mọi người ạ. Game G4 nó gánh mà. Chứ mấy con này cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. G4 gánh mọi người ơi. Cho Garen ra đi. Garen 1 sao thôi mọi người, để đây nhá. Để đề phòng nếu mà tí nữa mà ra kiểu một con chiến tướng mấy anh thì mình còn chơi được kiểu thế ha. Neko. Ok, đó là một cái giáp lửa cho xin giao nhá. Game này thì mình đang có cho mình con G4 nó combo 2 phát khá là vui. Ui trời ơi. Thực sự là rất là nhiều vị tướng xuất hiện nha. 5 vàng xuất hiện rất là nhiều nhưng mà nó lại không phải là AZ. Nó lại là những vị tướng mà mình không mời mà đến mà cả. Chính xác nó là những vị tướng mà không mời mà đến đấy. Hộ pháp chiến tướng sát thủ. Nói chung cho hộ pháp là phải để cái này. Để cái này nó mới ổn được. Rồi ok, để cái này đi. Ui, số này 2 sao này, nearly này. Ai da, ông này cầm tận 2 con Azir của mình cơ. 2 Azir anh em ạ. G4. Úp, one shot. Ui, cái gì nhở? Saturn ở đâu mà. Ui dồi. Ui, con nearly này. Tôi nói phải là nói con nearly nó phóng lao gọi là sấp mặt lờ của mình luôn á. Đấy, lồng ngoài. G4 đồ đẹp trai kia chết rồi, để mỗi G4 đồ rách này sống ạ. Tôi sắp chết ở đây. Có thể cho tôi một con Azir không? Vâng, câu trả lời là đéo. Bán gì bây giờ nhỉ? Katarina. Không có gì hot cả. Top 1 đây, top 4 đây. Ui, ông kia chết rồi. Chúng ta chỉ còn một ông, đó chính là ông sát thủ với cả ông thiện xạ thôi ạ. Này, 6 sát thủ với cả ông 6 thiện xạ thôi mọi người ạ. Ui, Akali đồ này. Đồ xịn chưa? G4. Ui trời ơi, G4 ơi, hay quá bạn ơi. Hay quá bạn tôi ơi. Nhưng mà còn Diana nữa anh em ạ, còn Diana nữa nhá. Ui trời. Ui fuck. Một pha sắp down, một ca sốc sát thương đầy ấn tượng đến từ vị trí của G4 mọi người ạ. Ui, có rồi nhá. Đã có. Vâng, 4 hộ pháp và 6 chiến tướng. Bây giờ nếu như mà có xuất hiện một cái gọi là cái chiến tướng nhân tạo ở round này ấy, thì chắc chắn anh em biết mình phải làm cái gì rồi đúng không?
anh em biết mình phải làm cái gì rồi đúng không? Đó. G4 ở đây, Nearly ở đây. Thế thì mình sẽ cho G4 này. Nói chung là kệ thôi ha. Để kệ rồi. Không sao cả. G4 nó combo vào để phía này thì ngon. Nhưng mà nó sẽ phải combo ở phía này. Rồi, phát này nó combo ở phía đây. Combo ở phía đây. Rồi, đẹp quá anh em ơi. Hai anh chàng G4 của chúng ta gọi là quẩy quá nhất tình mọi người ạ. Rồi, đi rồi, một đối thủ rồi. Chúng ta còn một đối thủ ở không? Đó chính là 6 sát thủ mọi người ạ. Liệu rằng ở round này có chiến đấu nhân tạo không? Không, nó là một cái gọi là tiên phong nhân tạo của mọi người ạ. Nhưng rất tiếc là tôi không cần nó. Món đồ tôi, úi dồi ôi, Vi kìa. Tôi nói anh em, tôi lấy con Vi thôi, quá ngon anh em ạ. Vút bẫy. Lấy vút bẫy mọi người ạ. Úi à, đau. Lòng đau như cắt vậy, chưa kịp. Xin thông 3 sao. Ok. Lúc đấy mình lấy được anh chàng Vi thì ngon mà không lấy được. Rồi ok, chốt hạ bây giờ mọi người ơi. Chúng ta chỉ đến đây là cùng thôi. Anh chàng 6 sát thủ này mọi người. Ông 6 sát thủ này. Chỉ cần G4 nhà ta combo chuẩn một phát thôi là coi như là mọi thứ được giải quyết mọi người nhá. Nào G4, đây này. Đây này, đúng rồi. Úi trời ơi, chất vãi trưởng luôn. Rồi, hai nữa bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Úi trời ơi, phê. 27 máu kìa. Vậy là chúng ta còn phải thêm tầm 2 round nữa mọi người ạ. Phải 2 round nữa thì mới có thể kết thúc được game này. Và mình rút kinh nghiệm lúc nãy nhá, có nghĩa là con Akali này nó sẽ nhảy xuống vị trí này. Vậy nên thì mình sẽ để con Xin Dao ấy ở xuống vị trí này. Đó, và cho Azir ở trên đầu. Như thế là sẽ hay nhất. Đấy, và sẽ cho như này này, để cho con Akali ấy nó sẽ cắn với con này để cho G4 nó combo vào mặt con Akali này. Đó chính là cái chiến thuật của mình. Còn liệu nó có thể thành hiện thực hay không, đó là một chuyện khác mọi người nhá. Ok. Chúng ta sẽ còn khoảng tầm 1 game nữa thôi, 2 game nữa, game này và game sau. Hy vọng là sẽ đạt được cái mức đỉnh nhất. Rồi, G4 ơi, G4, nó này G4 ơi. Nó này. Đúng rồi. Ui, đẹp vãi nổi anh em ạ. Hai con G4 combo chất lượng vãi. Rồi. Một cái giáp gai giáp gai thì mình sẽ cho Xin Dao nhá. Cho Xin Dao là chất lượng luôn. Vi ơi, ok, anh chàng Vi không chịu trả lời tôi mọi người ạ. Anh chàng Vi không chịu trả lời tôi nhá. Tôi sẽ ghim lại, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông ấy. Ông này đang có cho mình 1, 3 sao, 2, 3 sao, 3, 3 sao, 4, 3 sao, 5, 3 sao. Người phết đấy. Không phải đơn giản đâu, do mình bắt Kata nhiều quá đấy. Không thì cũng lên hẳn có Kata 3 sao rồi. Rồi mình bắt tận, này có Kata luôn này. Bán đi, chủ yếu là Vi mà. Bây giờ mình sẽ run Vi nhá. Vi ơi, Vi. Thực sự là bây giờ Ron Vi hơi củ chuối. Cái tỷ lệ ra khá là thấp. Lee Sin là nhiều ghê ạ. Ok, không ra rồi. Không ra mọi người nhá. Để xem này có di chuyển đội hình đi đâu không. Ai ra một cái vút bẫy này. Những cái vút bẫy này là cho đây mọi người, cho qua đây nhá. Cho qua đây đi. Rồi, anh chàng Xin Dao mình sẽ lắp ráp ngay cho nó. Có vút bẫy hơi nguy hiểm đấy. Vút bẫy là con G4 mình cắn vút bẫy là hơi căng. Rồi, vút ngay. G4 ơi. Nó kìa. Nó kìa. Rồi, các bạn là end game tại đây rồi. Và anh em xem video, nếu cảm thấy thú vị hãy ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người. Hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye mọi người. Tạm biệt nhé. Bye bye.